Trong những năm gần đây, giải đấu cúp quốc gia ngày càng trở nên hấp dẫn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, không chỉ vì tính chất căng thẳng kịch tính mà còn ở yếu tố bất ngờ chỉ những trận đấu cúp mới đem lại. Giành chức vô địch ở giải đấu cúp số 1 Việt Nam, các câu lạc bộ sẽ có tấm vé thông hành thi đấu tại các giải đấu tầm châu lục. Chính vì vậy, có rất nhiều đội bóng thi đấu ở cúp quốc gia với mong muốn bước lên ngôi cao nhất để vươn ra biển lớn. Cùng điểm lại 3 trận chung kết đáng nhớ nhất trong lịch sử cúp quốc gia các bạn nhé. Chung kết lượt đi cúp quốc gia 2016, Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội TNT. Đây chắc chắn là trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử của cúp quốc gia. Cả hai đội bóng đã chơi thử bóng đá cởi mở và ghi được đến 8 bàn thắng trong trận đấu quan trọng này. Minh Tuấn và Hải Huy mỗi người góp một cú đúp giúp cho đội chủ nhà có được 4 bàn thắng, trong khi ở bên kia chiến tuyến, Quang Hải, Văn Thành, Thanh Lương và Văn Quyết là 4 cầu thủ điền tên mình lên bảng tỷ số. Dù có được lợi thế vô cùng lớn khi có được kết quả hòa và ghi được đến 4 bàn thắng ở trên sân khách, tuy nhiên, Hà Nội TNT vẫn phải nhìn Than Quảng Ninh bước lên ngôi cao nhất tại cúp quốc gia 2016. Sau thất bại tiếc nuối 1-2 khi trở về sân nhà hàng đẫy. Đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đức Thắng đã chuyền bóng rất thuận lợi cho Hải Huy. Và Hải Huy đã không mắc phải một sai lầm nào. Đường chọc khe. Cơ hội để dứt điểm. Cầu thủ của Than Quảng Ninh đã. Chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Như vậy là sẽ có penalty. Trọng tài đã rút thẻ vàng. Người vừa phạm lỗi đó là Thành Trung. Than Quảng Ninh sẽ được hưởng một quả đá penalty. Minh Tuấn có thể nói là cầu thủ một trong những cầu thủ sút phạt tốt nhất của Than Quảng Ninh. Rất chính xác. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Một lần nữa thì sân Cẩm Phả lại được ăn mừng. Văn Quyết. Gonzalo vẫn còn cơ hội dứt điểm. Tỷ số được cân bằng 2-2. Rất hay, rất hấp dẫn. Đó là pha sút bóng của Văn Thành. Một pha phản công rất tốt của cao thủ Hà Nội T3T. Họ đã chuyển hướng tấn công từ phía cánh trái sang bên phía cánh phải. Và Văn Thành là người đã nhanh chân để san bằng tỷ số cho cao thủ Hà Nội T3T. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Các đội bóng muốn có nhiều cổ động viên, nhiều khán giả thì họ cần phải chơi cởi mở. Rất đẹp mắt, bàn thắng thứ 3. Vào rồi, lần này là Hải Huy. Hải Huy với bàn thắng thứ 2 để giúp cho Than Quảng Ninh vượt lên 3-2 rồi. Bàn thắng vừa rồi của Hải Huy mang lại rất nhiều cảm xúc cho các cổ động viên có mặt trên sân. Một bàn thắng rất đẹp mắt. Một pha cứa lòng rất đẹp mắt của Hải Huy. Các khán giả có mặt tại sân Cẩm Phả lúc này đang tỏ ra rất phấn khích với pha làm bàn đẹp mắt vừa rồi của Hải Huy. Tại giải bóng đá vô địch quốc gia thì ông Phan Thanh Hùng đã thua. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem tại đấu trường cúp quốc gia ông Phan Thanh Hùng có thể giành chiến thắng hay không. Đó là cú sút của Văn Quyết, bóng lên chân của Thành Lương. Tỷ số được san bằng 3-3. Một bàn thắng rất bất ngờ của Thành Lương. Những bàn thắng cứ liên tiếp đến. Lúc này thì trận đấu đang diễn ra với sự kịch tính lên đến cao trào. Liên tiếp là những bàn thắng dành cho cả hai đội. Thành Lương vừa rồi đã san bằng tỷ số cho Hà Nội T3T. Pha nhả bóng chiến thuật. Quang Hải khá nhịp nhàng, Hùng Dũng, Văn Thành, đường truyền rất hay, dứt điểm Văn Quyết, tỷ số được nâng lên thành 4-3, rất kịch tính. Một lần nữa chúng ta lại được thấy cuộc đua giữa hai đội đang diễn ra rất căng thẳng. Cả hai đội liên tiếp vượt lên và tỷ số được cân bằng và bây giờ thì Hà Nội T3T lại vượt lên. Cơ hội cho Than Quảng Ninh. Vào rồi. Tỷ số một lần nữa lại được Quân Bình. Rất hay. Lần này thì người ghi bàn là Minh Tuấn.
một lần nữa thì các cổ động viên có mặt trên sân Cẩm Phả lại được ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Trận đấu đang diễn ra hết sức kịch tính và tỷ số của trận đấu cũng đã được ấn định là 4-4. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã thổi còi kết thúc trận đấu lượt đi trận chung kết cúp quốc gia mùa giải 2016. Cả hai đội đã cống hiến cho các khán giả một trận đấu rất hấp dẫn. Chung kết lượt đi cúp quốc gia 2017, BKMX Bình Dương 1-2 Sông Lam Nghệ An. Dù phải đến làm khách trên sân của đội bóng đối thủ trong điều kiện sân chơi bóng ướt, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn biết cách đem lợi thế trước trận lượt về. Hai bàn thắng của Xuân Mạnh và Phúc Tịnh đã khiến cho bàn gỡ của Trung Tín bên phía đội chủ nhà sau pha sút phạt để mắt chỉ còn là bàn danh dự. Thắng lợi quan trọng ngay trên sân của đối phương cũng tạo tiền đề để Sông Lam Nghệ An có được chiếc cúp quốc gia 2017 sau trận thắng ấn tượng 5-1 tại trận lượt về trên sân Vinh. Ngày hôm nay, sau những phút tạo sức ép liên tục thì cuối cùng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cũng đã có được điều xứng đáng với họ, đó là bàn thắng. Phạm Xuân Mạnh không phải là một cầu thủ có chiều cao lý tưởng, mang tới niềm vui cho định không có gì khó hiểu của huấn luyện viên Trần Đình Sự. Đội bóng của ông đang bị dẫn trước ngay trên sân nhà. Nguy hiểm. 2-0 cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Cách biệt đã được nhân đôi và lợi thế đang trở nên rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Lần thứ hai huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cũng như là các cổ động viên của đội bóng này được ăn mừng trên sân Bình Dương. Thêm một cơ hội nữa từ quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. Nguy hiểm, tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Một bàn gỡ quan trọng dành cho các cầu thủ BKMX Bình Dương trong hy vọng để có thể tạo ra được điều bất ngờ trước Sông Lam Nghệ An sau khi đã để cho đối thủ dẫn trước tới 2-0 ngay trên sân nhà của mình. Rất ít cơ hội cho BKMX Bình Dương tránh khỏi một trận thua trên sân nhà. Và không còn cơ hội cho BKMX Bình Dương nữa rồi. Dù cho trước mắt họ vẫn là làm một trận lượt về, không còn cơ hội để họ tránh khỏi một trận thua trên sân nhà. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã cho thấy sự xuất sắc hơn và các cổ động viên của họ đã có dịp ăn mừng ngay trên sân đối phương trong trận chung kết lượt đi của cúp quốc gia năm 2017. Tỷ số của trận đấu là 2-1 nghiêng về phía Sông Lam Nghệ An. Một kết quả xứng đáng với những gì mà đội khách đã thể hiện, mặc dù đội chủ nhà đã cho thấy được những nỗ lực và sự hiệu quả nhất định trong hiệp thi đấu thứ hai. Chung kết cúp quốc gia 2019, Quảng Nam FC 1-2 Hà Nội FC. Bước vào trận đấu cuối cùng tại cúp quốc gia mùa giải năm ngoái, cả hai câu lạc bộ đều rất quyết tâm để có được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Những tưởng vận đen sẽ tiếp tục ám ảnh Hà Nội FC khi Thành Trung đánh được phản lưới nhà ở phút thứ 35 của trận đấu. Nhưng phong độ chói sáng của đội trưởng Văn Quyết với một bàn thắng và một kiến tạo đẳng cấp đã giúp Hà Nội FC xóa rớt về nhì tại cúp quốc gia để bước lên ngôi vương một cách đầy thuyết phục. Trên đây là ba trận chung kết cúp quốc gia kỳ tiến nhất lịch sử. Bạn ấn tượng với trận đấu nào? Cùng để lại ý kiến của mình nhé. Lại tình huống này, đúng là một pha phá bóng không tốt của trung vệ Thành Trung. Bóng đã bay vào góc cao và làm bó tay thủ môn Phí Minh Long. Một bàn thắng may mắn cho câu lạc bộ Quảng Nam. Văn Quyết dứt điểm, tỷ số là 1-0. Sau bao nỗ lực tấn công, câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Có một nhịp quạt bóng để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút bằng chân trái. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Rất bình tĩnh. Quả bóng đã đánh lừa được trung vệ Lucas Rocha và cú đá vào góc xa đánh bại thủ môn Phạm Văn Cường. Tỷ số là 1-1 dành cho đội đương kim vô địch của V-League. Đúng là sau khi Đinh Tiến Hành được đưa vào sân thì Thành Trung đã được đẩy lên đá ở hàng tấn công. Quang Hải hết sức khẩn trương. Thành Trung, đây là Văn Quyết. Ibu Kebe đang di chuyển. Kebe 2-1 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Đường vẩy máu ngoài đưa Kebe vào thế đối mặt, không chế bóng gọn gàng và sau đó là cú đá đánh bại thủ môn Phạm Văn Cường. Đây có thể coi là pha xử lý sáng nước đầu tiên của Kebe ở trận đấu ngày hôm nay, đúng với vai trò của một trung phong. Cài đè tốt với Đình Viết Tú. Những nỗ lực cuối cùng của câu lạc bộ Quảng Nam.
Và rất đơn giản. Tiếng còi của trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu đã cất lên. Câu lạc bộ Hà Nội đã có được chiếc cúp vô địch cúp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử của mình sau rất nhiều lần lỡ hẹn. Lần thứ tư lọt vào trận chung kết và bây giờ thì họ mới có thể thành công. Một cuộc lội ngược dòng trên sân vận động Tam Kỳ.